Trong 10 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bám sát những chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Toàn lực lượng đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, giải quyết các vấn đề phức tạp từ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc, những luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Lực lượng an ninh đã tập trung đấu tranh quyết liệt để tiến đến xóa bỏ tổ chức phản động Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, tiếp tục giữ vững an ninh biên giới, an ninh thông tin, an ninh mạng, thông tin truyền thông và an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, văn hóa, tư tưởng, xã hội, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn và đô thị. Phối hợp phát hiện xử lý 3 tạp chí có sai phạm, 5 cơ sở kinh doanh phát hành sách không có hóa đơn chứng từ. Với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, ngay sau khi xảy ra vụ khủng bố ở hai xã E Tiêu và E Cờ Tua của huyện Chư Quynh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự đồng hành, giúp sức to lớn của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, lực lượng công an các cấp đã truy bắt thần tốc, đấu tranh mạnh mẽ, xử lý, giải quyết nhanh chóng vụ việc, sớm ổn định tình hình an ninh trật tự và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam gần 100 bị can về các hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và nhiều tội danh khác. Đặc biệt, đã bắt được đối tượng cốt cán của tổ chức phun rô lưu vong từ Mỹ vượt biên, xâm nhập về nước chỉ đạo gây ra vụ khủng bố, thu giữ 10 lá cờ phun rô, 28 khẩu súng các loại, trong đó có 10 khẩu súng quân dụng, 2 quả lựu đạn, hơn 1.000 viên đạn các loại, 1,2 kg vật liệu nổ, 30 con dao các loại, hàng chục điện thoại di động, thẻ nhớ, thiết bị điện tử các loại, trong đó có 3 chiếc điện thoại chúng đem chôn giấu, đốt, 10 xe máy và nhiều tài liệu, phương tiện, tang vật chứng liên quan khác. Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 10 tháng qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên tục ra quân kiểm giảm được 5,14 số vụ án hình sự so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ điều tra khám phá án cao đạt 96,28%, riêng trọng án đạt 100%. Điển hình như vụ triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá trên mạng Internet với quy mô tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, bắt vụ mua bán 2 bánh heroin, phát hiện bắt 2 vụ vận chuyển 730 kg pháo hoa nổ trái phép, bắt và vận động đầu thú 81 đối tượng truy nã, trong đó có 37 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, kéo giảm 24/72 đối tượng truy nã so với đầu kỳ năm 2023. Trong các đợt cao điểm tuyên truyền vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi được 2.837 khẩu súng các loại, trong đó có 27 khẩu súng quân dụng, 2.810 súng săn, súng tự chế, súng bắn hơi cồn các loại, 3.497 viên đạn các loại, 32 quả lựu đạn, 2 kg thuốc nổ và gần 1.000 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trái phép. Lực lượng công an đã điều tra xác minh 10 vụ, 114 bị can liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Trong đó có vụ bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 95 kg thuốc nổ, 32 kíp nổ, 1 súng tự chế và 56 viên đạn. Trong việc triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, góp phần đẩy nhanh tiến trình thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, Công an Đắk Lắk đã có nhiều cách làm hay, cách làm sáng tạo, triển khai quyết liệt nhiều đợt cao điểm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, soát từng dữ liệu, và đã tích cực ngày đêm thi đua thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân. Qua đó, Công an Đắk Lắk là địa phương thứ 27 trên 63 trên cả nước hoàn thành và vượt chỉ tiêu cấp 100% căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Tại hội thi quân sự võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an Nhân dân lần thứ 2 năm 2023, bảng thi vòng loại số 3, đội tuyển Công an tỉnh đã đăng cai và tham gia hội thi đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn. Tiếp tục tham gia vòng chung kết hội thi tại tỉnh Quảng Nam, đội tuyển Công an tỉnh đạt giải nhì toàn đoàn. Bên cạnh đó, tại hội diễn văn nghệ quần chúng Bộ Công an Đắk Lắk cũng đã đạt giải A toàn đoàn và 7 giải chuyên đề.
Những kết quả trên đã góp phần tăng cường việc xây dựng lực lượng công an và nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.